Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tập 20. Tống Tử Hàng nhìn Giang Yên Nhiên mà trách mắng, "Giờ tôi bị cô hại đến mức thân bại danh liệt cô hài lòng rồi chứ?" Oản Oản thầm nghĩ, "Như vậy mà đã hài lòng rồi sao?" Giang Yên Nhiên xoay người định rời đi, cô không muốn dây dưa với bọn họ nữa. Oản Oản thì thầm bên tai cô, "Đừng vội, kịch hay còn ở phía sau, nhớ những gì ban đầu cậu hứa với mình." Bất ngờ, Tống Tử Hàng bị một người đàn ông đánh ở phía sau, bốp một cái giọng điệu tức giận mà nói anh là đồ khốn nạn. Trịnh Bân kéo Thẩm Mộng Kỳ về phía mình, nói Mộng Kỳ là bạn gái của anh ta, Tống Tử Hàng đừng có đeo bám cô ấy mãi nữa. Tống Tử Hàng chỉ tay thẳng mặt Trịnh Bân mà nói cậu là cái thá gì chứ, mau buông cô ấy ra. Người lo sợ nhất lúc này là Thẩm Mộng Kỳ, cô ta sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ nên nhanh chóng thúc giục Trịnh Bân mau về đi, nhưng Trịnh Bân nói anh nhất quyết không về vì sợ cô bị bắt nạt. Anh ta phải nói cho mọi người biết rõ bộ mặt thật của Tống Tử Hàng, rõ ràng biết cô có người yêu rồi mà vẫn đeo bám không buông tống tử hằng nghe thấy vậy thì cảm thấy thật nực cười mộng kỳ là bạn gái của anh ta còn cần anh ta phải đeo bám sao trịnh bân không nhịn nổi nữa mà gào lên tối qua tôi và mộng kỳ đã gọi điện cả đêm chính miệng cô ấy nói cậu đơn phương bám lấy cô ấy thấy tình hình có vẻ bất lợi cho mình thẩm mộng kỳ bảo hai người đừng cãi nhau nữa chắc chắn đã có hiểu lầm chúng ta đi chỗ khác nói chuyện riêng đừng ở đây để người khác chê cười nữa Diệp Oản Oản đứng nhìn xem Thẩm Mộng Kỳ định xử lý chuyện này thế nào, nếu hôm nay cho cô ta cơ hội để thở thì sau này nhất định cô ta sẽ có bản lĩnh để xoa dịu hai người này. Oản Oản nghĩ mình phải hành động thôi, nghĩ là làm, cô hét thật to cho mọi người xung quanh đều nghe thấy. "Hay lắm Tống Tử Hàng, thì ra là anh bám mãi Thẩm Mộng Kỳ không buông, anh làm như vậy có xứng với Mộng Kỳ và Yên Nhiên không? Tên không ra gì." Tống Tử Hàng tức giận quay sang mắng Oản Oản, hắn nói hắn không ép buộc Thẩm Mộng Kỳ, không tin thì cứ hỏi cô ấy. Trịnh Bân lúc này càng tỏ ra chán ghét Tống Tử Hàng hơn, đúng là gã đàn ông đều giả, vừa theo đuổi Giang Yên Nhiên lại vừa lén lút câu dẫn Thẩm Mộng Kỳ. Sau đó Trịnh Bân đưa ra đoạn ghi âm cuộc nói chuyện tối qua giữa anh và Thẩm Mộng Kỳ, trong đó Thẩm Mộng Kỳ tự mình nói Tống Tử Hàng đeo bám lấy cô ta, còn cô ta chỉ thích Trịnh Bân thôi, Trịnh Bân mới là bạn trai cô. Thẩm Mộng Kỳ vội vàng bảo Trịnh Bân tắt đoạn ghi âm đó đi, nhưng Trịnh Bân chỉ là không muốn nhìn thấy người bạn gái của anh bị bắt nạt. Trịnh Bân nói anh ghi âm là để nghe được giọng nói thẩm mộng kỳ nhiều hơn. Cô không chịu hẹn hò nhiều với anh nên anh chỉ có thể dùng cách này thôi. Tống Tử Hàng lúc này đã hiểu rõ con người thật của thẩm mộng kỳ, thật ủng công anh ta yêu thương, chăm sóc cô. Những ký ức lúc trước chợt ùa về trước mắt Tống Tử Hàng, ban đầu ở khu vui chơi, là ai nói đã sớm có tình cảm với tôi, là ai nói thấy tôi và yên nhiên bên nhau lòng như lửa đốt, là ai đồng ý với tôi sau khi tốt nghiệp sẽ ở bên tôi, là ai đã chủ động hôn tôi, mẹ kiếp, Sao lại biến thành tôi cưỡng ép cô?" Tống Tử Hàng hét lên chất vấn Thẩm Mộng Kỳ, "Hôm đó cô nhận lời tỏ tình của tôi, kết quả tối qua còn gọi điện với cậu ta cả đêm." Thẩm Mộng Kỳ bị cứng họng, miệng lắp bắp không nói lên lời. Sau đó Tống Tử Hàng ném những tấm ảnh chụp chung của hai người vào mặt Thẩm Mộng Kỳ, rồi bảo cô ta nhìn xem dáng vẻ ban đầu của mình có giống như bị cưỡng ép không. Tống Tử Hàng giơ bàn tay Thẩm Mộng Kỳ lên, "Có nhìn thấy chiếc nhẫn này, dây chuyền và cả bộ váy này đều là hắn mua cho cô." đây là bị cưỡng ép sao? Trịnh Bân lúc này cũng mới ngờ ngợ chuyện này là sao chứ? Anh ta đã ở bên Thẩm Mộng Kỳ cả năm nay rồi mà Tống Tử Hàng không còn giữ được bình tĩnh mà xông lên túm lấy cổ áo Trịnh Bân nói chuyện đó không thể nào. Lúc này những người dõi theo câu chuyện mới biết được sự thật hóa ra Thẩm Mộng Kỳ đúng là câu dẫn Tống Tử Hàng không ngờ cô ta chơi hai người này xoay như trong chóng từ đầu đến cuối nói dối liên miên làm tất cả mọi người đều bị lừa. Tống Phu nhân không nhịn nổi mà tiến về phía con trai mình quát mắng. Tử Hàng, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa, còn chưa đủ mất mặt sao. Con vì loại người này mà hại tống ra chúng ta rồi. Ánh mắt bà ta sắc bén mà nhìn thẩm mộng kỳ, con tiện nhân này. Sau đó xông lên mà tát cô ta một cái, đúng là đồ vô liêm sỉ, mèo mả gà đồng. Tống Tử Hàng bây giờ đã tỉnh ngộ, nhận ra mình đã vì người con gái không ra gì này mà thân bại danh liệt, từ đầu đến cuối đều bị thẩm mộng kỳ lừa gạt tình cảm, mình đúng là một thằng ngốc. Tống Tử Hàng nhìn thẩm mộng kỳ như nhìn kẻ thù, Đồ tiện nhân này, cô dám lừa tôi sao?" Sau đó xông lên mà bó cổ Thẩm Mộng Kỳ, cô ta đau đớn mà kêu la, Trịnh Bân cứu em với. Nhưng lúc này Trịnh Bân cũng đã nhận ra, anh thật lòng với Thẩm Mộng Kỳ còn cô ta coi anh là lốp dự phòng. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, cái gì mà nữ thần thuần khiết của thanh hòa chứ, đúng là đồ phụ nữ dã tâm, hồ ly tinh. Oản Oản đã sớm biết bản chất con người của Thẩm Mộng Kỳ, nhưng lúc này cô vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi: sao cậu lại có thể làm ra loại chuyện này chứ thẩm mộng kỳ nước mắt giàn ruộng mà nói mình không có không phải như vậy nhân lúc này diệp oản oản liền nhắc đến anh trai cô có phải vì anh ấy hết giá trị lợi dụng nên mới bị cô ta đá không thẩm mộng kỳ vẫn cố chấp mà biện minh tất cả chỉ là hiểu lầm sao mình có thể đối xử với anh mộ phàm như vậy được mình thật lòng giúp đỡ anh ấy mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán xôn xao thẩm mộng kỳ là loại người gì vậy lừa gạt tất cả mọi người thấy ai có quyền thế liền câu dẫn người đó. Bây giờ thì Giang Yên Nhiên cũng đã hiểu, vì sao Oản Oản lại muốn giúp cô đối phó với Thẩm Mộng Kỳ kia, đó là bởi vì cô ta luôn tính kế với Oản Oản, Thẩm Mộng Kỳ thật đáng sợ. Tống Từ hàng lúc này mới quay sang mà xin lỗi Giang Yên Nhiên, xin cô tha thứ cho anh ta vì bị người phụ nữ đó lừa gạt. Tống phu nhân cũng nói giúp cho con trai bà, còn không quên bảo Yên Nhiên giải thích với ba cô một chút, chuyện công ty không thể chậm trễ được nữa rồi. Giang Yên Nhiên lúc này đã không còn là cô bé ngây thơ như trước kia nữa, cô nói chuyện công ty cô không thể quyết định được, còn chuyện hôn ước thì cứ như Tống Tử Hàng nói đi, đó chỉ là lời nói đùa của người lớn mà thôi. Tống phu nhân vẫn chưa chịu dừng lại, bà ta nói Yên Nhiên thực sự phải tuyệt tình như vậy sao, lẽ nào vì chút chuyện nhỏ này mà phá vỡ đi mối quan hệ giữa hai nhà sao? Bỗng nhiên cánh cửa phía đằng sau mở toang ra, ba của Giang Yên Nhiên bước vào, vội vàng hỏi con gái, mặt con bị sao vậy? Giang Yên Nhiên ôm mặt tuổi thân mà nói cô không sao, nhưng ba cô đã nhìn thấy rõ ràng, ai đánh con, lại có người dám đánh con sao? Tống phu nhân vội vàng mở miệng, "Lão Giang, đây chỉ là hiểu lầm, thực ra chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải kích động như vậy." Ba Yên Nhiên liếc mắt nhìn bà ta mà hỏi, "Thì ra đối với mấy người, mạng của Yên Nhiên nhà chúng tôi là chuyện nhỏ. Ngày hôm đó con gái tôi bị con trai bà ức hiếp tới mức định tự sát, may mà có người giúp đỡ, nếu không thứ tôi nhìn thấy có lẽ là cái xác của Yên Nhiên rồi." hai ông bà tống kinh ngạc không thôi chúng tôi không biết chuyện yên nhiên tự sát nếu biết thì đã không tha cho cái tên tiểu tử kia rồi ba yên nhiên càng nghĩ càng thương con gái bình thường giống như người hầu bưng trà rót nước cho tống tử hàng vậy mà hắn ta lại dám ngoại tình còn vì người phụ nữ khác mà sỉ nhục con gái ông sau đó ba yên nhiên dẫn cô rời đi còn không quên nói với mấy người nhà họ tống hãy chờ mà phá sản đi câu nói đó khiến nhà họ tống lo lắng không thôi tại phòng trọ ở ký túc xá Yên nhiên hỏi Oản Oản là đã gọi cho ba cô hay sao? Oản Oản nói đề phòng bất chắc, tìm một người chống lưng khá an toàn. Yên nhiên cảm động mà biết ơn Oản Oản không thôi, thẩm mộng kỳ đã được một bài học nhớ đời, bây giờ cô ta có thanh minh cũng chẳng ai tin nữa. Oản Oản chợt nghĩ đến ông anh trai si tình của mình, kiếp trước anh cô tận mắt chứng kiến thẩm mộng kỳ bắt cá hai tay, nhưng vẫn u mê bám lấy cô ta. Nhưng không sao, Oản Oản có thể vạch mặt thẩm mộng kỳ một lần, thì cũng có thể vạch mặt cô ta lần thứ hai buổi sáng hôm sau tư dạ hàn đợi cô tại cổng trường thanh hòa vừa lên xe gương mặt oản oản liền trở lên tươi cười dạng rỡ. nhìn thấy tư dạ hàn đang họp gọi video sắc mặt không được vui nên oản oản cố gắng không động đến anh ta trên xe còn có lưu ảnh kiếp trước tất cả cấp dưới của tư dạ hàn đều coi cô là yêu tinh chỉ biết gây họa đặc biệt là tên lưu ảnh này vốn đã không thích cô nếu như họ đã cảm thấy cô là hồ ly tinh nếu không xứng với tội danh này có phải là đã chịu thiệt rồi không nghĩ là làm Diệp Oản Oản quay sang phía Tư Dạ Hàn, ôm chầm lấy anh, Tư Dạ Hàn ngạc nhiên không thôi. Sau đó cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Tư Dạ Hàn vội vàng đóng màn hình họp video lại, nhưng tất cả mọi người trong phòng họp đã nhìn thấy cảnh này trước khi màn hình bị đóng. Mọi người được một phen kinh ngạc, ông chủ đang họp mà lại bị phụ nữ đè ư. Lưu Ảnh và Hứa Dịch cũng nhìn thấy cảnh này. Hứa Dịch chỉ mỉm cười vì đã quá quen, còn Lưu Ảnh thì vẻ mặt khó chịu, luôn miệng nói oản oản là tiểu yêu tinh, tiểu yêu nữ đúng là vô liêm sỉ. Hứa dịch ở bên xoa dịu anh ta, còn oản oản thì vui vẻ vì đã trêu chọc làm cho anh ta tức điên lên. Lúc này cô mới chợt nhìn lên khuôn mặt người đối diện, vẻ mặt khó coi kia làm cô trột dạ, mình ăn phải mật gấu rồi, sao lại dám đẻ ngã tư dạ hàn chứ. Xe chạy băng băng trên đường đến nhà riêng của tư gia. Thấy tư dạ hàn chỉ mải làm việc, Diệp oản oản không nhịn được mà hỏi. Cô đã tới đây lâu vậy mà anh vẫn không chịu để ý tới cô, cái này thì có gì hay chứ, rốt cuộc là cô đẹp hay nó đẹp. Lưu ảnh đưa dao lên định xử lý yêu nữ này nhưng hứa dịch đã ngăn hắn lại, đừng tìm đường chết. Người đàn ông phía sau khi nghe oản oản hỏi vậy thì đáp lại hai chữ, em đẹp. Lưu ảnh bịt hai tay mình lại, hắn không muốn nghe những lời xến sẩm này. Sau đó oản oản lại tiếp tục trêu chọc anh ta, nếu như một ngày em và lưu ảnh cùng rơi xuống hồ, anh sẽ cứu ai trước. Hứa dịch và lưu ảnh bị dọa cho một phen hết hồn, chuyện này mà cô ta cũng nghĩ ra đùa được tư dạ hàn đáp lại cô bằng sự nung chiều nhất có thể cứu em trước khiến hai người ngồi phía trên đều hóa đá lưu ảnh không nhịn được mà vung đao lên nhưng đã bị hứa dịch ngăn lại lưu ảnh bỏ đao xuống chủ tử vẫn yêu thương cậu mà diệp oản oản hài lòng vì đã chọc cho tên lưu ảnh đáng ghét kia một trận xe dừng lại trước cổng tư gia oản oản khoác tay tư dạ hàn đi vào trong lòng vẫn kiêu ngạo với lưu ảnh ở bên cô chính là được chiều nên kiêu ngạo đấy thì đã sao dù sao thì lưu ảnh cũng chỉ hâm mộ tần nhược khi kia mà thôi hắn vốn đâu có ưa gì cô vừa bước vào nhà lão phu nhân đã mừng rỡ mà ra đón bọn họ bà cầm tay oản oản bảo ra đây bà giới thiệu cho cháu một người oản oản thầm nghĩ người mà lão thái thái đặc biệt giới thiệu sẽ là ai đây từ xa oản oản đã nhìn thấy bóng dáng kia là cô ta sao kinh thành đệ nhất mỹ nữ tần nhược hy hồi sinh lâu như vậy cuối cùng cũng gặp nhau rồi lão thái thái giới thiệu với oản oản đây là bạn tốt của tư dạ hàn nhưng oản oản biết thân phận của tần nhược hy không chỉ đơn giản như vậy cô ta là cháu gái của người đã kết nghĩa huynh đệ với ông của tư dạ hàn tần bình tùng đồng thời cô ta cũng là cánh tay trái của tư dạ hàn cô ta có danh tiếng lẫy lừng dường như là chủ mẫu tương lai trong mắt tất cả mọi người nhưng kiếp trước người tư dạ hàn lấy không phải là cô ta mà lại là oản oản kiếp trước oản oản đã từng nghĩ nếu như không thay đổi được thì hãy thỏa hiệp và chấp nhận đi nhưng từ nhược hy không đồng ý chỉ cần vài câu nói của cô ta liền có vô số người ra tay thay cho cô ta trong đó có lưu ảnh. Nếu như tư dạ hàn cướp đi sự tự do của Oản Oản thì Tần Nhược Hy lại hủy đi nhân cách và sự tự tôn của cô, khiến cho cô mặc dù chiếm được vị trí tư phu nhân nhưng lại sống như một con rối không biết suy nghĩ. Oản Oản cười thật tươi mà chào Tần Nhược Hy, đáp lại cô ta cũng tỏ ra niềm nở, thân thiện nhất có thể. Lần đầu gặp mặt, Tần Nhược Hy đã tặng cho Oản Oản một chiếc vòng ngọc quý giá làm quà. Xem ra cô ta không biểu hiện ra chút ghen tị nào, đúng là khí chất khiến người ta phải ngưỡng mộ. Oản Oản nhận lấy chiếc vòng rồi cảm ơn cô ta. Sau đó Tần Nhược Hy đi qua cô mà tới chỗ Tư Dạ Hàn, cô ta nói chuyện bên phía Thâm Thành đã giải quyết ổn thỏa rồi, sau đó thấy bình rượu quý thì hỏi Tư Dạ Hàn sao anh có được nó. Tư Dạ Hàn nói đó là do Hứa Dịch lấy, Tần Nhược khi nói anh cứ bắt nạt Hứa Dịch, bắt cậu ấy phải làm những việc trên trời vậy. Hai người họ nói chuyện vui vẻ vậy, hoàn toàn không có đất cho Oản Oản chen chân vào. Lưu Ảnh lúc này mới nhìn thấy Tần Nhược Hy thì vui vẻ hỏi cô trở về khi nào vậy. Tần Nhược Hy nghe nói Lưu Ảnh gần đây có học một chút quyền pháp thì rủ cậu ta cùng nhau đi tập. Lão phu nhân đứng bên mỉm cười, con khỉ nghịch ngơm này, vừa về đã tìm người ta đánh nhau, không có chút dáng vẻ gì của con gái cả. Lão phu nhân rõ ràng là rất nuông chiều cô ấy, tư dạ hàn không chọn Tần Nhược Hy, bà chắc cũng thất vọng lắm.